Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Máy Bay Giấy. Hôm nay anh Máy Bay Giấy sẽ chỉ cho các bạn gấp một chiếc máy bay giấy rất là đơn giản và nó bay cũng khá là xa. Cũng đã rất lâu rồi anh Máy Bay Giấy không có thời gian để làm một cái video nào cả. Nhưng hôm nay anh đã có một chút thời gian để làm cái video này cho các bạn. Các bạn biết đó, để gấp một chiếc máy bay giấy thì cũng tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên anh phải dùng rất là nhiều thời gian để làm cái video này cho các bạn. Hy vọng rằng các bạn thích và tiếp tục ủng hộ channel Máy Bay Giấy nhé. Ok, thì để gấp chiếc máy bay giấy này các bạn cần một tờ giấy khổ A4. Nhưng mà nếu các bạn có khổ Mỹ thì sẽ tốt hơn. Nếu không có giấy A4 hay giấy in thì các bạn có thể sử dụng giấy tập để gấp chiếc máy bay giấy này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Trước tiên anh sẽ để tờ giấy xuống như thế này. Bước đầu tiên thì anh sẽ gấp tờ giấy làm đôi nhé. Khi các bạn gấp tờ giấy làm đôi thì các bạn gấp cẩn thận nhé. Như vậy thì tờ giấy sẽ chiếc máy bay giấy của mình sẽ trông đẹp hơn. Anh sẽ cẩn thận để cho tất cả các cạnh bằng nhau. Ok. Bước kế tiếp thì anh sẽ mở tờ giấy ra và anh sẽ gấp tờ giấy làm đôi như thế này. Các bạn sẽ xem nhé. Khi mà anh gấp tờ giấy làm đôi như thế này thì anh sẽ có được cái hình dấu cộng. Đây là những bước ban đầu hay là những bước căn bản của chiếc máy bay, những chiếc máy bay giấy. Các bạn có thể sử dụng những cái bước căn bản này để gấp những chiếc máy bay giấy khác. Ok, giấy như thế này là nhìn cũng rất là tốt rồi nhé. Bước kế tiếp thì anh sẽ bắt đầu từ cái phần cạnh ở phía trên. Hai bên anh sẽ gấp vào từ trung tâm. Các bạn sẽ xem nhé, anh sẽ bắt đầu từ cạnh bên bên phải trước, anh sẽ gấp vào đường trung tâm. Và anh sẽ làm y như vậy cho gấp bên trái. Khi các bạn gấp nhớ cẩn thận nhé, để cho tất cả các cạnh bằng nhau. Nếu các cạnh không bằng nhau hay là không đối xứng thì chiếc máy bay giấy của mình có thể bay không tốt đâu nhé. Ok. Bây giờ thì anh sẽ chỉnh cái phần đỉnh xuống, anh sẽ xếp cái phần đỉnh xuống nhé. Khi các bạn xếp cái hay là gấp cái phần đỉnh xuống á, thì các bạn gấp qua bên như anh đang làm đây, qua bên cái đỉnh. Ok, và anh sẽ chỉnh nó. Sau khi các bạn đã gấp qua bên trái thì mình sẽ gấp qua bên phải nhé. Thông thường khi mà mình gấp một chiếc máy bay giấy, lúc nào mình cũng gấp đối xứng hết, cho nên khi em gấp bên trái em sẽ gấp bên phải. Sau khi em đã gấp được hai phần rồi thì các bạn sẽ thấy được những cái đường gấp kế tiếp giúp cho mình gấp tờ giấy. Bây giờ các bạn có thể thấy đường chéo không? Hai đường chéo đó. Tất cả các đường chéo này anh sẽ bắt đầu từ cái cạnh phía bên ngoài như thế này. Các bạn thấy đường gấp đó anh sẽ gấp vào nhé. Anh đã gấp được phần bên phải rồi thì anh sẽ gấp y như vậy cho phần bên trái. Bắt đầu từ cái đỉnh ngoài mình sẽ gấp vào. Alright, nhìn rất là cool ngầu đúng không? Chưa gì ở trên chiếc máy bay giấy đã nhìn rất là đẹp rồi. Còn bước kế tiếp là gì? Các bạn theo dõi nhé. Nó không thật sự quá khó nhưng mà các bạn cần phải làm cẩn thận. Đây, sự thật thì giống như là các bạn gấp con hạt đấy. Các bạn biết gấp hạt giấy không? Thì cái bước này sẽ tương tự như vậy. Anh sẽ bắt đầu từ hai cạnh hai bên. Anh sẽ gấp vào trong. Okay. Anh sẽ làm chậm chậm để các em có thể xem được. Okay. Anh sẽ cẩn thận. Ok. Các bạn có thấy hai cạnh bằng nhau rồi nhé. Anh sẽ tinh chỉnh ở đây. Ok. Anh làm khá là chậm nhưng bước đầu tiên các bạn cũng không cần làm gấp. Khi các bạn đã quen với chiếc máy bay giấy này thì các bạn có thể xếp nhanh hơn. Anh sẽ tinh chỉnh. Ok. Bây giờ thì rất là đơn giản nhé. Anh sẽ gấp cái phần đỉnh qua bên tay trái trước.
rồi anh sẽ gấp nó qua bên tay phải. Như vậy cái lăn gấp nó sẽ sâu hơn và mình có thể làm bước kế tiếp dễ dàng hơn rất là nhiều. Ok, và cái phần phía trên này anh cũng sẽ gấp xuống nhé. Các bạn thấy không? Thì nó tương tự giống như là các bạn gấp con chim én hay là các bạn gấp con hạt đó. Ok, khi mà anh gấp xuống thì các bạn sẽ thấy được cái này rất là nó gần giống như là hình hình thoi. Ok, và anh mở cái phần hình thoi này lên trên nhé, và bắt đầu từ hai bên cạnh sẽ gấp vào y như là các bạn gấp con hạt thôi nhé. Okay, thì mình cứ gấp vào thôi. Sự thật ra thì các bạn có thể sử dụng giấy giấy tạp, mà giấy miễn sao hình chữ nhật là bạn có thể gấp được 90% giấy này rồi, không quá khó đâu. Đó, thì mình đã có được phần đỉnh của 90%, các bạn thấy không? Sau khi anh đã gấp được cái phần đỉnh hay là cái phần đầu của 90% giấy, anh sẽ lật nó ngược lại, và các bạn có thấy cái phần tam giác này không? Mình xếp cái phần tam giác này ra sau. Như vậy mình có thể giữ được cái phần đầu của 90% giấy được chắc chắn như vậy. Thì 90% giấy mới có thể bay được. Anh lật 90% giấy lên cho các bạn xem nào. Bước kế tiếp thì anh để tờ giấy xuống như thế này nhé. Các bạn nên nó gọi là flatten down, anh nghĩ là chắc đè bẹp nó xuống ha. Thì mình sẽ gấp nó lại làm đôi. Bước này thì là một trong những bước căn bản. Khi các bạn gấp mấy bài giấy, các bạn cần phải làm cánh, cho nên mình phải gấp tờ giấy làm đôi để mình gấp cái cánh của 90% giấy. Khi các bạn gấp cái cánh của 90% giấy á, anh sẽ chỉ cho các bạn xem đây. Các bạn nên chắc chắn rằng tất cả các cạnh bằng nhau, và khi tất cả các cạnh bằng nhau thì các bạn có thể gấp tờ 90% cái cánh. Ok, thì anh sẽ bắt đầu từ cái phần bên đây. Anh sẽ gấp xuống cái cạnh phía dưới. Ok, anh sẽ gấp xuống cạnh phía dưới đó, và anh sẽ làm cho cái cánh nó cứng. Ok, cánh như thế này là cứng. Anh sẽ lật tờ giấy lại nhé. Sau khi các bạn đã gấp được cái cánh bên tay phải hay tay trái, thì các bạn sẽ gấp y như vậy cho cái phần cánh còn lại. Ok, cái cánh này nó sẽ bằng với cái cánh mà mình đã gấp trước đó. Ok, mình sẽ làm rất là cẩn thận đây. Bây giờ mình đã hoàn thành 90% giấy rồi, nhưng hiện tại 90% giấy nó sẽ không bay được rất là tốt, bởi vì cái cánh thì quá bự, cho nên mình cần phải làm cho cái cánh nó nhỏ chút xíu lại, như thế thì 90% giấy nó mới bay được xa. Ok, thì anh sẽ gấp tờ giấy lại hai cánh lại như nhau như thế này, để anh làm cái hai cái cạnh lên của cái cánh, hay là hai cái đuôi, cái đuôi của cái cánh. Khi mà mình gấp được cái đuôi quẹo lên của cái cánh đó thì nó sẽ bay rất là xa. Tiếng Anh gọi là stabilizer, anh nghĩ tiếng Việt là bánh lái ha. Mình gấp lên để mình tạo cái bánh lái. Ok, anh nghĩ nó gọi là bánh lái, thì mình sẽ vẽ cái cánh lên, cái bánh lái của cái cánh lên. Ok, đây nhìn ngầu chưa nè, mình có hai cái cánh rất là ngầu phải không, và cái đầu thì cũng khá là dài. Ok, anh sẽ để 90% giấy xuống cho các bạn ngắm nhé. Các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn thích cái video này á, thì các bạn like, subscribe and chia sẻ với mọi người để cho nhiều người coi video này nhé. Ok, bây giờ thì anh sẽ chỉnh cho các bạn, anh sẽ cầm lên và giờ chỉ cho các bạn một số kỹ thuật để cho máy bay giấy bay xa. Thì các bạn cần phải cho cái cánh nó bằng nhau nhé, và nó sẽ bằng phẳng, cái cánh nó, cái mặt cánh phải phẳng. Tuy nhiên cái chiếc máy bay giấy này có một nhược điểm, là cái đầu của nó rất là yếu, cho nên mình phải sửa cái đầu nó, mình sửa chỉnh cái mũi của chiếc máy bay để cho nó cứng hơn. Thì anh sẽ làm như thế này nhé, anh sẽ bắt đầu từ cái phần cạnh bên này, anh gấp tờ giấy lại một phần của cái cánh ở phía trên cùng, anh sẽ gấp xuống, anh sẽ gấp nó xuống như thế này. Các bạn sẽ làm y như vậy cho phần bên kia.
sau khi mình đã làm cho cái đỉnh của chiếc máy bay giấy cứng hơn thì nó sẽ bay xa hơn. Ok, chiếc máy bay giấy này có một cái nhược điểm là chỗ đó, cho nên khi các bạn làm thì các bạn nhớ làm bước này nhé. Nếu không thì cái đỉnh của chiếc máy bay giấy hay là cái mũi của chiếc máy bay ấy, nó rất là dễ bị hư. Ok, sau khi các bạn đã giúp cho cái hay là đã nâng cấp cái mũi của chiếc máy bay giấy xong rồi đúng không, thì các bạn cần phải chắc chắn rằng cái máy bay giấy cái cánh nó phẳng xuống và hai bên bằng nhau. Nếu mà nó chênh lệch thì các bạn có thể tinh chỉnh một chút xíu. Còn một cái rất là quan trọng nữa, khi mà chiếc máy bay giấy không bay lên được thì ở cái phần đuôi của cái cánh các bạn có thể bẻ cong nó lên một chút xíu. Như vậy thì các bạn sẽ có, nó gọi là elevator. Ok, cái elevators này hay là cái phần để nâng cái chiếc máy bay giấy lên, cũng giống như là máy bay thật vậy. Các bạn có cái đuôi thì nó sẽ có cái phần phía sau nâng lên. Ok, khi mà gió nó thổi thì nó sẽ đẩy cái đầu lên và cái đít xuống. Ok, thì anh hy vọng các bạn thích chiếc máy bay giấy này. Đừng quên like cái máy bay và ủng hộ channel của anh nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.